Im, đường Bờ Đông, cầu Tà Im, xã Vĩnh Điều. Đường này mới vô thấy ok quá nha. Đường đan 6m. Tới kế bên này 110m nữa có mấy bạn mình đang chở lúa. Rồi, mấy ông anh mình chất lúa xuống hết rồi, mình qua thôi. Đây, đây là nhà này luôn à. Nhà này kế bên này. Tới nhà của em Chí mình này. Gịch muốn qua đây hay qua bển? Chưa nha. Rồi. Có một sạc không mà Chí? Chưa có cục sạc luôn á. Rồi lấy sạc mình đi nha. Bước lấy sạc mình đi. Chưa có. Ủa chưa lấy máy bay hả? Chưa mới lấy. À. 50 hay gì? 40 à. 50 thì chưa có. Sạc 3 pha thì dẫn vô đây nha. Sạc 3 pha thì vô ba cục này. Còn sạc 2.2 thì ghim hai lỗ này. Sạc 2.2 không? Các bên ha. Còn mấy kia muốn ghim gì ghim. Rồi quốc đây, đầy nổ à. Điện ổn định đàng hoàng rồi bật cầu dao lên. Đó. Ừ, điện nó xong hết trơn rồi đó, là bật cầu dao lên. Quốc à. Tiếng 10 hả? Pin tiếng 10 nè. Nó hư xe nhà hả? Ủa xe mới xuống 25 hả? Không. Em mới Cần Thơ hả? À là ruộng đây á. Anh lấy cái này có cái bảo vệ luôn nè. Im. Cái nước có bảo vệ. Rồi. Nó xanh rồi, đủ xanh hết rồi. Thấy cái bự gió mát. Mát lắm. Này chung với cái lượt dầu của máy ly hợp. Ly hợp đi từ tháng 10-70 thứ 1 à. Nữa em mua sẵn cả hai trái lên sẵn nhà. Còn này là nhớ của Yamaha ha. Nhớ Yamaha đúng không đó. Để mua lượt hãng đó thầy. Tại vì em chạy hay nhớ ha. Hay nhớ hay là nó thay một cái lọc. Hai chục gram 600. Không có được. Hai chục lít. Này có bao lâu? 600 lít dầu. 600 lít dầu. Trưng thì 500 lít dầu. Nè thay mới trơn rồi. Chạy lên đó. Im lắm, đã ghê không? Chạy nhãn hiệu vậy đó. Bên anh nó có cầu chì nè. Nếu mà nở kia lộn, kẹp lộn tập lại nó cũng gì. Cộng là màu đỏ nè. Trời vì khi xe ý mình quên đó. Gấp quá mình quên đó. Cộng trừ nó có đó. Cái này hiểu thấy là muốn đầy rồi đó. Mà nghe tiếng máy nó cũng vậy đó. Không có thay đổi. Muốn đầy rồi đó. Khi nào mà nó còn 4 là đầy á. 4 mùa 5 là đầy. Mấy phút rồi nha ơi. Hả? 7 phút hả? 8 phút rồi. Đứng đèn. Đứng đèn. Cái này là mỗi một sợi là mỗi một cái đồng hồ em. Mình dễ kiểm soát lắm. Mỗi một cái là một cái đồng hồ. Như cái 7 ampe, cái 6 ampe. Nếu mình chơi trong nhà mình thì mình muốn ghi bên nào cũng được.
khác căn nhà mình đó. Đó là mình xài để trong nhà mình chứ mình bên nào cũng được hết. Ừ. Đây đó. Mấy phút? 8 phút không? 7 phút phải không? Khi mình khởi động thì nó khởi động mình nhớ cái CB nè. Em bút đừng tắt vậy. Mình tắt cái này chứ không cái. 50 thì pin nó cũng như 40 thôi em ơi. Nó cũng không khác gì hơn. Nó 3 pha thì nó nặng hơn chút thôi. 3 pha thì nặng hơn chút. Con này sạc 3 pha thoải mái nha. Chứ em sạc 3 pha thì mau đầy nha. Sạc 3 pha thì nó đầy sớm hơn. Pha cỡ 7 phút đầy. Nó thêm phút nữa hả? Dài quá thì cái xe nó quá dài. Được cái phi nữa là sao hết? Xô, ở đây chứ là xài xô. Ở đây đâu có để được ha? Được không? Trên đó chắc để được á. Đây được nè. Nới này lại sao chứ? Đúng rồi, nới cái máy điện là sao, máy bài đây trên đó. Mình làm cái chân sao cho nó phù hợp á. Đẩy lên là ok.